Chào các bạn, có rất nhiều bạn trên YouTube cũng như trên Facebook hỏi mình tập bài nào để có được cái V-cut ở dưới phần bụng. Để có cái V-cut này thì thứ nhất các bạn phải có phần trăm mỡ rất là thấp, ít nhất là phải từ 9% trở xuống. Thứ hai là các bạn phải tập kết hợp các bài bụng dưới và hai bên liên sườn. Đồng thời cơ bụng cũng giống như tất cả các nhóm cơ khác, tức là các bạn phải tập nặng thì nhóm cơ chỗ đó mới phát triển và to lên. Bây giờ thì mình sẽ vào bài tập. Các bạn sẽ thấy là một số bài tập đã bị lặp lại ở video lần trước. Tuy nhiên thì video này mình có chỉ các bạn thêm là cách để tạ và chân như thế nào để có thể thêm tạ mà vẫn an toàn. Hôm nay Soikity sẽ giới thiệu cho các bạn 6 bài tập. Những bài tập này là những bài tập rất hiệu quả cho phần cơ bụng dưới và phần cơ bụng liên sườn hai bên. Khác với những nhóm cơ khác, các bạn hãy dành khoảng độ từ 10 đến 15 phút tập bụng cuối mỗi buổi tập. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bài Weighted Decline Reverse Crunch. Bài này thì các bạn đã thấy trong video lần trước, tuy nhiên ở video lần này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách thêm tạ và chân. Trước khi tập, các bạn hãy kẹp chặt chân vào hai bên tạ và ngửa mũi chân lên. Nếu các bạn đảm bảo được là đầu gối của mình khép lại, mũi chân ngửa lên và không duỗi hẳn chân ra thì tạ sẽ không bao giờ rơi được vào người. Hãy nhớ là bắt đầu bằng mức tạ nhẹ trước. Một điểm đáng chú ý nữa là khi lên thì các bạn có thể lên nhanh, nhưng mà khi xuống thì các bạn phải xuống thật từ từ. Tốc độ tập như trong video chính là tốc độ mà mình tập thường ngày. Nhiều người nghĩ là giơ chân càng cao thì càng tốt, nhưng thực chất khi các bạn giơ chân quá vạch đỏ thì áp lực của tạ lên cơ bụng lại giảm đi, khiến cho bài tập giảm tính hiệu quả. Và thứ hai là khi các bạn giơ chân như vậy thì tạ sẽ dễ rơi vào mặt hơn. Chúng ta sẽ chuyển sang bài thứ hai, đó là bài Decline Reverse Oblique Crunch. Bài này thực chất là nâng cao của bài thứ nhất. Khi nâng lên thì các bạn sẽ phải xoay hông sang hai bên. Xin hãy nhớ là khi bắt đầu quá trình co lên là hông của các bạn đã phải bắt đầu xoay, chứ không phải là lên hết rồi mới xoay hông. Chúng ta sẽ chuyển sang bài thứ ba là Decline Weighted Twist. Các bạn hãy ngồi lên ghế dốc, nghiêng một góc như trong video và xoay người về hai bên. Hãy nhớ là xoay người thật chậm, giống như tốc độ trong video. Các bạn hãy nhớ là đảm bảo sao cho tạ luôn luôn phải nằm trước ngực, tức là người xoay sang bên nào thì tạ đi theo người sang hướng đó, chứ không được tạ đi trước mà người đi sau như thế này. Các bạn thấy rõ ràng là người mình xoay ít hơn mà chủ yếu là tay bị xoay. Tiếp theo chúng ta sẽ trở lại với một bài quen thuộc, đó là bài Weighted Hanging Knee Raise. Với bài này thì các bạn có thể nhờ một người để tạ lên chân mình, hoặc là để tạ lên ghế trước, sau đó quặp chân vào tạ. Như đã chỉ rõ trong video B1 thì các bạn hãy chú ý là phải nâng hẳn mông mình lên. Bởi vì nếu không nâng mông mà chỉ co chân lên thì các bạn sẽ tập vào một nhóm cơ khác gọi là hip flexor. Mình đã để một video giải thích rõ điều này ở dưới phần mô tả hay là phần description. Chúng ta hãy xoay hông một chút để tác động vào phần cơ liên sườn bằng bài Twisting Hanging Knee Raise. Khi nâng tạ lên, các bạn hãy bắt đầu luôn quá trình xoay hông để sao cho lên đến điểm trên cùng thì hông của bạn xoay hết mức. Hãy xuống thật chậm vì nếu xuống càng nhanh thì các bạn sẽ càng có xu hướng đung đưa người, làm cho bài tập giảm tính hiệu quả. Đây là cùng một bài tập nhưng mà nhìn ở một góc độ khác. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài cuối cùng, là bài Windshield Wiper on Flat Bench. Nếu mà tiếng Việt dịch ra thì có lẽ gọi là cần gạt nước. Các bạn hãy nằm trên ghế, hai tay bám chắc vào thanh tạ đòn. Để chắc hơn thì các bạn có thể thêm tạ vào hai bên. Hai chân duỗi ra nhưng mà vẫn phải để hơi cong một chút. Sau đó các bạn xoay hông về hai bên. Và phải chú ý giữ người phía trên cho thật vững.
Xin hãy chú ý là khi tập những bài cơ liên sườn, cột sống của các bạn cũng sẽ bị quay, vì vậy các bạn phải tập chậm, có kiểm soát, nếu không thì sẽ dễ gây ra chấn thương. Như vậy là mình đã giới thiệu qua cho các bạn những bài tập có tác động đến phần cơ bụng dưới và phần cơ hai bên liên sườn. Và một lần nữa, nếu các bạn muốn cơ bụng mình hiện rõ và có phần vi cắt ở phía dưới, thì hãy đảm bảo là phần trăm mỡ của mình từ 9% trở xuống. Và thứ hai là khi tập bụng thì hãy thêm tạ vào để nhóm cơ bụng phát triển cũng như là to hơn. Nếu các bạn muốn đặt câu hỏi và yêu cầu nội dung của những video tiếp theo thì hãy subscribe cho YouTube và like Facebook của Circuity. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.